Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay thì quý vị sẽ mất khoảng thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Và nếu đi bằng xe khách, thời gian trung bình sẽ là khoảng 40 tiếng. Vậy đi bằng xe máy thì sao? Tôi nghĩ rằng không nhiều người có ý định làm việc này. Nhưng mà vừa qua thì hai thanh niên đã vượt quãng đường dài tới 1.730 km này bằng xe máy. Và điều đáng nói hơn là họ đi chỉ trong thời gian là 28 tiếng đồng hồ. Và tính trung bình thì họ phải chạy xe với tốc độ ổn định liên tục là 62 km một giờ. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với hai chàng trai này ngay tại Hà Nội. Vâng, xin chào hai bạn. Vừa trải qua một hành trình dài hơn 1.700 cây số trong một khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ khoảng hơn 28 tiếng đồng hồ, thì không biết đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của hai bạn đã hồi phục được chưa? Dạ, khi mà tới Hà Nội thì tụi em đã thuê phòng mà ngủ, ăn uống, thì sức khỏe đó hồi phục lại, xong thì giấc ngủ là đã hồi phục lại rồi. Tại vì tụi em cũng hay đi nên cái mức này cũng thuộc dạng như là không khó lắm. Câu chuyện về hai chị em Thiên Thư khi mất 40 tiếng đồng hồ để đi từ Sài Gòn ra Hà Nội đã khiến nhiều bạn trẻ hồ nghi. Và thực sự họ còn thấy vô cùng kinh ngạc hơn khi biết rằng các bạn chỉ mất khoảng 28 tiếng đồng hồ để đi một quãng đường tương tự. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu con số này có chính xác không? Không có áp lực về thời gian nhiều cho lắm, không ép sức. Nên cứ mệt là ngừng nghỉ khoảng chừng 3 tới 5 phút rồi chụp ảnh lại check in lên trên trang cá nhân để cho mọi người đều biết đó là cái thời gian thật hết. Thì trên điện thoại em cũng có lưu lại cái thời gian địa điểm mà mình chụp hình. Được biết Vũ là người lái chính trong suốt quãng đường đi dài như vậy, thì không biết là cái khó khăn của Vũ ở đây là gì? Dạ, rất sợ là buồn ngủ mà. Lại còn sức khỏe thì thật sự trước khi xuất phát cũng đã dành ra một ngày để nghỉ ngơi trước khi xuất phát. Tới Đà Nẵng luôn thì thời tiết rất là đẹp. Đường vắng, từ Đà Nẵng đi là từ bắt đầu từ Vũng Áng đi là mưa rất là to, không phải là mưa to nữa nhưng mà cái thời tiết ở ngoài Bắc này là mưa phùn mà nó tạo sương là không thấy đường chạy. Tốc độ thì cũng tầm nếu mà trên dưới 100. Bạn đã tính đến những cái rủi ro mà trong suốt quá trình đi hay những khả năng bị cảnh sát giao thông phạt khi mà đi với tốc độ cao như vậy chưa? Dạ, em nghĩ cũng có. Không biết từ khi nào việc đo đếm thời gian để đi từ điểm này đến điểm kia đã trở thành là một cái cớ để cho các bạn khẳng định bản thân mình. Và điều này rất dễ tạo nên một trào lưu không tốt. Vậy ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào? Em thì không cổ vũ bất cứ một ai làm những chuyện như vậy hết. Thì mỗi người thì có mỗi cái sức khỏe khác nhau.